Đây xin giới thiệu nhậu, đây là món lẩu đà điểu nhá. Lẩu đà điểu bao gồm đây, lẩu mề đà điểu nhá. Đây mề đà điểu này. Đấy, mề đà điểu rất là ngon. Đấy, thịt đà điểu nhá. Nấm kim này. Thịt gà nhá. Nấm này. Dứa này. Rau có ngô này. À, một bình rượu này. Anh em nhìn này, món nó mề đà điểu. Mề đà điểu rất là ngon luôn. Ngon tuyệt vời. Đấy, đây. Rồi. Nồi nước lẩu đà điểu đấy. Đây lồng mề đà điểu nhé. Rất là ngon. Cay thơm quá. Cay thơm ngon. Nó ngon luôn. Đây là lẩu đà điểu nhá. Ừ. Đâu à? Đây. Cực ngon. Này, ngon chưa? Đây miếng đà điểu, dề mề đà điểu đây nhá. Mề đà điểu nhúng nhá. Rất là ngon. Nhấm nhập vào mỹ về đây này. Đấy. rau muống gì? Rau muống sạch luôn. Rau muống sạch à? Rau muống trồng trên nóc nhà này. Wow. Cái này để khoảng 30 phút thì mới ăn được. Rau chín rồi. Chút chín là cái này nó mới nhanh chín. Chín rồi. Đấy anh ăn thử cho. Rau thơm luôn. Nó kiểu nó giống bò. Nó mềm. Ngon. Những cái đồ nó là nóng nghe. Đấy anh Huy, thử đi. Sợ cái này nó dày, nó như là gì. Tuyệt vời luôn. Đấy, đây nồi lẩu nhá, tự nấu nhá. Cái này nó phải nó phá cái ra được luôn à? Phá được lẩu mề đà điểu. Không nó chín quá. Không, cũng chưa nắm được. Ngon chưa? Đúng rồi. Chơi thoải mái. 25 là nghỉ rồi. Đây nồi lẩu nhá. 26-23 là nghỉ rồi. Đó, cho nào biết 23 hay 24 viên hoàn cũng đang nghỉ. Rồi Tết là còn hơn tháng nữa nhỉ? Hơn tháng nữa thôi. Đèo ăn xong. Ngon quá, ngon quá. Đây thịt đà điểu nhá, thịt đà điểu nhúng này. Đà điểu này làm phim mà vừa chuyển về xong đông lạnh về đấy. Đúng rồi. Ở bên dưới là chỉ là món quầy ấy thôi. Xe to để ngoài hết mà. Không giữ được, giữ được cái đấy là sống, là cứ sống thôi, không phải làm. Ở trong giữ được. Giữ được xây xong nó nhắm ba bảo sang ngoài nó có ra. Nhưng thực ra là đúng là gọi là mề đà điểu ngoài này mình nhìn nhận dễ khổ. Thì nó kiếm thì nó người ta đi nghề người ta thế rồi. Không có nghề ngoài thì người ta chỉ bán thế thôi. Anh em mua cái nhà xong rồi chưa? Đang ở đấy. Anh nhận được. Hay sang ngày hát hay. Người Việt mình mà nói giọng khàn khàn này, hát giọng chơi ngày nào hát cùng với cả con người Việt Mỹ. Ngô ngọt không? Nước ngon không? Nước quá được luôn. Nhiều. Em đấy là em không nước không cho đường. À, đây cạch cái anh ạ, nước ngon. Cạch cái này em tiết lộ tí, hôm nay lại là cũng là ngày cưới của em đấy. Đây là ngày cưới. Tối nay phải ra cái. Tối nay vợ quê. Hôm nay là ship.